góc khuất Blackpink, nhập viện như cơm bữa, mất tự do. Tính mạng bị đe dọa, phía sau hào quang sân khấu và thành công rực rỡ. Các cô gái của nhóm Blackpink phải đối diện với những áp lực cực kỳ đáng sợ. Blackpink là nhóm nhạc hàng đầu K-pop có sức ảnh hưởng toàn cầu. Bốn thành viên Jennie, Lisa, Rose và Jisoo đều gặt hái được nhiều thành công lớn. Không chỉ với tư cách nhóm mà sự nghiệp solo cũng rất rực rỡ. Ngoài thành công trong âm nhạc, từng thành viên còn liên tiếp trở thành nàng thơ của nhiều nhà mốt đình đám thế giới như Dior, Chanel, YSL, Celine, sở hữu khối tài sản hàng triệu USD. Tuy nhiên, ít ai biết, phía sau hào quang sân khấu và thành công đáng ngưỡng mộ là những góc khuất. Áp lực mà một nhóm nhạc thần tượng toàn cầu phải chịu đựng. Kiệt sức đến mức nhập viện, kể từ khi ra mắt đến nay. Trải qua 7 năm hoạt động, 4 thành viên Blackpink luôn trong trạng thái làm việc hết công suất với lịch trình dày đặc. Không chỉ hoạt động đa dạng ở Hàn Quốc, các thành viên còn phải thường xuyên tham dự các sự kiện ở nước ngoài. Giữa lịch trình bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ trong khung thời gian eo hẹp, các thành viên Blackpink không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Họ chỉ có thể tranh thủ nghỉ ngơi trên máy bay, xuống sân bay phải ngay lập tức thích nghi với môi trường, khí hậu, múi giờ từng khu vực. Trong show diễn Blackpink tại Australia, Jennie buộc phải rời sân khấu vì sức khỏe yếu. Hoạt động nhóm với cường độ cao và dẫn đến kiệt sức phải nhập viện là chuyện như cơm bữa. Trước đó, Jennie từng tiết lộ cô không có sức đề kháng tốt. Thường xuyên đổ bệnh, tôi từng kiệt sức về thể chất và tinh thần sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2020. Cường độ làm việc khiến chúng tôi không có thời gian ngủ. Ăn uống không khoa học và không cung cấp đủ nước cho cơ thể. Nữ thần tượng nói thêm, tôi cứ chạm vào đâu là dị ứng ở đó. Hệ thống miễn dịch của tôi không hề hoạt động nhưng cả nhóm vẫn tiếp tục phải di chuyển. Tôi luôn trăn trở xem mình phải làm thế nào để giúp bản thân khỏe mạnh trong 2 năm bận rộn tiếp theo. Không chỉ Jennie mà 3 thành viên còn lại là Lisa, Rose và Jisoo cũng thường xuyên đối mặt với vấn đề sức khỏe. Em út Lisa tập luyện đến mức gầy gò, Rose gây chú ý khi cần truyền nước qua đường tĩnh mạch. Jisoo bị u ở cổ cùng hàng loạt chấn thương ảnh hưởng đến cả 4 thành viên. Những tin tức đáng báo động về sức khỏe của cả 4 thành viên đều khiến người hâm mộ lo lắng. Sống trong chỉ trích, phán xét, bị dọa giết, không chỉ đối mặt với vấn đề thể chất nghiêm trọng mà ngay cả sức khỏe tinh thần của các thành viên cũng trong trạng thái báo động. Là nhóm nhạc toàn cầu, Blackpink luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng. Vì thế các thành viên không tránh được những áp lực của dư luận. Chỉ cả Jisoo tiết lộ việc có quá nhiều ánh mắt dõi theo đã khiến cô phải chấp nhận áp lực. Cô từng bị chỉ trích vì thiếu kỹ năng, yếu kém hơn các thành viên khác. Không thể giao tiếp bằng tiếng Anh tốt, thậm chí phát ngôn tự tin vào diễn xuất của Jisoo bị mổ xẻ trên nhiều diễn đàn. Không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân nhưng Jisoo không được công nhận. Tạp chí Rolling Stone Korea từng gây tranh cãi khi nhận xét Jisoo không sở hữu tài năng nổi bật nhất nhóm với tư cách là một ca sĩ hay vũ công. Nhưng sự trưởng thành của cô ấy rõ ràng hơn cả, dân quê. Chuyển giới, cô ta đẹp được như vậy là nhờ công nghệ trang điểm của Hàn Quốc mà thôi. Lột lớp trang điểm kia ra thì gương mặt của cô ta cũng chỉ toàn những nét Đông Nam Á. Quay về Thái Lan đi, đừng có đến Hàn Quốc kiếm danh nữa. Ở đây chẳng ai thích cô cả. Thậm chí Lisa từng bị một tài khoản giấu tên trên Twitter đe dọa khi Blackpink trở lại. Tôi sẽ giết Lisa khiến fandom của nhóm rất lo lắng cho sự an toàn của thành viên ngoại quốc. Chính người hâm mộ phải cầu cứu đến Đại sứ quán Thái Lan tại Seoul. Sau đó phía đại sứ đã lên tiếng để bảo vệ Lisa, khẳng định sẽ xem xét điều tra vụ việc. Đối diện với áp lực này, Lisa đã khóc, nhiều lần gọi điện thoại cho mẹ vì nản chí. Nhưng may mắn có các thành viên luôn ở bên, động viên. Giúp đỡ cô gái bé nhỏ vượt qua để trở thành một trong những nữ rapper đình đám của K-pop hiện nay. Đời tư bị soi mói, phơi bày công khai, trở thành người nổi tiếng. Các thành viên Blackpink phải đánh đổi bằng chính đời sống riêng tư cá nhân. Chuyện tình cảm cá nhân của Blackpink thường xuyên bị phơi bày công khai trên truyền thông. Jennie là thành viên liên tục bị đeo bám, các hình ảnh đời sống cá nhân của Jennie được công khai trên các trang báo. Gần đây, cô bị bắt gặp tay trong tay với thành viên V, BTS ở Paris. Với những tin đồn này, công ty quản lý luôn bỏ ngỏ và Jennie cũng giữ im lặng nhưng truyền thông không buông tha cô. Jennie trở thành nạn nhân của anti-fan cũng như một bộ phận người hâm mộ BTS. Không chỉ Jennie, tình tin đồn tình ái giữa Lisa và con trai ông chủ tập đoàn LVMH khiến cộng đồng mạng dấy lên nhiều tranh cãi. Hình ảnh riêng tư của Lisa và thiếu gia Frederic Arnault được lan truyền trên mạng. Công ty quản lý của Lisa YG chỉ đưa ra câu trả lời lấp lửng vì cho rằng không thể xác nhận bởi đó là chuyện riêng. Lịch trình cá nhân của Lisa cũng bị soi xét, phơi bày. Jisoo cũng bị công khai hình ảnh hẹn hò với nam diễn viên An Bo-hyun. Sau khi xác nhận mối quan hệ, Jisoo bị một bộ phận người hâm mộ quay lưng vì gu lựa chọn bạn trai. Trong khi các thành viên vướng tin đồn hẹn hò ngôi sao hàng đầu, Jisoo lại chọn một nam diễn viên được cho là kém danh và tai tiếng. Nam diễn viên chịu nhiều áp lực và bị người hâm mộ thành viên nhóm Blackpink tẩy chay. Nhiều người cho rằng nam tài tử không xứng đáng với thần tượng của nhóm nhạc nữ hot nhất K-pop hiện nay. Vướng tin đồn hẹn hò với Kang Jong-un, Rose cũng bị phản đối vì cách biệt tuổi tác quá lớn là 16 tuổi. Thậm chí,
Rose còn bị cho là không cùng đẳng cấp với Kang Jong-un khi anh là diễn viên nổi tiếng trong khi Rose chỉ là thần tượng. Không có tự do, áp lực từ cuộc sống của người nổi tiếng khiến các thành viên Blackpink không còn được là chính mình. Theo Jennie, lựa chọn làm một nữ thần tượng đồng nghĩa với việc mất tự do. Cô nói, bắt đầu sự nghiệp tại Hàn Quốc với tư cách một nghệ sĩ K-pop đã hạn chế tôi về rất nhiều khía cạnh bởi tôi không được phép thể hiện bản thân chỉ vì tôi là một thần tượng K-pop. Tôi nghĩ mình cũng sợ thể hiện bản thân, khi mọi thứ phát triển theo thời gian. Tôi có thể thể hiện bản thân hơn và mọi người lại coi đó là sự phá vỡ ranh giới. Mọi người không nghĩ rằng, cô ấy đang làm điều gì đó mà cô ấy không được phép làm. Mở ra một chương mới cho những người trong ngành, nhiều người đã lạc đường vì mải làm hài lòng những người đào tạo. Đó là hành trình nhiều năm chứ không phải vài giờ, vì vậy. Bạn thực sự bị cuốn vào cuộc sống mà họ định ra, Lisa cũng thừa nhận. Cuộc sống của một nữ thần tượng không dễ dàng nhưng cô luôn cố gắng sống thật, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tôi luôn cố gắng không bị rơi vào những suy nghĩ hoặc cảm xúc tiêu cực. Ngay cả khi mọi thứ không diễn ra tốt, tôi vẫn nói với bản thân, chuyện không vui xảy ra là bình thường. Để cân bằng các khía cạnh trong cuộc sống của một thần tượng nổi tiếng toàn cầu không phải dễ dàng, Lisa tâm sự tham vọng lớn nhất là được hạnh phúc, tôi nghĩ đến hạnh phúc của cá nhân nhiều hơn. Vì thế tôi luôn cố gắng sống thật với hạnh phúc của mình miễn là nó không gây hại cho những người xung quanh. Tôi muốn sống cho bản thân, tôi không biết tại sao, có lẽ vì tôi đang ở trong giai đoạn trông chênh, khủng hoảng trong cuộc sống.